Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tay quan chức ăn chơi sa đọa nhiễm bệnh nay bị sa lưới, ông này là ai? 4 giờ 30 phút sáng vào ngày 2 tháng 3, chuyến bay Việt Nam 0054 từ London hạ cánh ở Nội Bài. Một ông quan chức có tên viết tắt là NQT được lái xe riêng đón đưa về nhà. Đến ngày 6 tháng 3, ông này có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan, chưa đi điều trị. Sau đó, ông này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng và được kiểm tra là dương tính với COVID. Điều đặc biệt là các bệnh nhân cùng chuyến bay được báo chí nêu danh, nhưng ông NQT được biết tất cả các giấy tờ, dấu tên, mặc dù ông này về Việt Nam tiếp xúc với ít nhất là 96 người sau đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đàn ông được báo chí giấu tên ấy rồi cũng bị lộ, đó là Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông ta đi London đã đi ăn chơi sa đọa chứ không phải đi công tác. Chẳng một quốc gia tiến bộ nào coi cái hội gọi là Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra gì. Hội đồng này bị người dân xem là cái hội đồng ăn hại vì nó chẳng nghĩ ra được những tư tưởng nào giá trị, mà chỉ nhai lại những thứ lỗi thời Marx Lenin để tìm kiếm và kìm kẹp đất nước này ngập trong u mê. Cũng nhiều người nói rằng họ đã xem lịch trình đi ăn chơi của Nguyễn Quang Thuấn mà choáng ngợp. Bay hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh gôn, mời ca sĩ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng. Mới thấy ông ta sống và làm việc xa hoa cỡ như thế nào. Và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta đang tiêu những đồng tiền thuế của dân, đang thực sự thực hành tốt chủ nghĩa cộng sản là đại diện cho giai cấp vô sản, những người cần lao động đang kiếm vài triệu đồng mỗi tháng chỉ để sinh tồn mà thôi. Ông ta đã làm ngược lại. Vào những ngày cả nước đang căng mình chống dịch, một ông quan chức của Đảng đã dùng tiền dân để ăn chơi sa đọa rồi lây bệnh cho cộng đồng, làm người dân vô cùng phẫn nộ. Tuy phẫn nộ nhưng người dân vẫn bất lực với những đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những đặc quyền như thế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đáng lẽ ra ông Thuấn phải bị kỷ luật khi đó, nhưng ông Trọng đã phớt lờ. Đây là hình ảnh đi London ăn chơi, lây bệnh về Việt Nam, gây nhiễm cho rất nhiều người khác. Đây cũng là cách mà ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, đã sang London để thưởng thức món bò rát vàng. Mới đây, tại kỳ họp thứ 21 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Quang Thuấn đã bị đưa lên thớt. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Như vậy, ông Nguyễn Quang Thuấn bị trừng phạt là tội mà ông gây ra khi còn là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chứ không phải là lúc ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có người thì nói ông Thuấn không ăn đậm thì ông ta không thể phung phí tiền ăn chơi xoa đọa đến như thế. Đây là hình ảnh hình phạt chưa tương xứng đối với cán bộ cấp cao của đảng này. Đáng lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng có thể kỷ luật ông Thuấn từ 2 năm về trước. Chỉ cần điều tra những khoản tiền lớn mà ông này đã vung vào các lần ăn chơi thì cũng lòi ra rất nhiều thứ ông Tổng Bí thư đã không làm. Việc kỷ luật khiển trách hiện nay được người dân đánh giá là quá nhẹ so với một ông quan chức sa sút về đạo đức đến như vậy. Ông Thuấn cần phải bị sa lưới pháp luật. Không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nghĩ thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai, đàn em của Lê Hoàng Quân bị bắt, bão đang đổ bộ vào nhà Lê Hoàng Quân hay sao? Lâu nay các địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh thường là nguồn cung cấp lãnh đạo cho thành phố này. Ở Long An thì có ông Võ Trần Trí, ông Trương Tấn Sang từng làm Bí thư Thành ủy. Ở Bình Dương có ông Nguyễn Minh Chiết từng làm Bí thư Thành ủy. Ở Tây Ninh có ông Nguyễn Văn Nên, đương kim Bí thư Thành ủy, và ông Trần Lưu Quang,
từng là phó bí thư thường trực thành ủy. Ở Tiền Giang thì có ông Lê Thanh Hải và Đồng Nai có ông Lê Hoàng Quân, từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Lê Thanh Hải tuy gốc Tiền Giang nhưng mà hầu hết sự nghiệp chính trị của ông là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, ông Lê Thanh Hải đã được trụ ở đây khá lâu. Còn ông Lê Hoàng Quân là một người đi lên từ Đồng Nai và chính ông này cũng là dân Đồng Nai trước khi về làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2004 thì ông Lê Hoàng Quân đã từng là lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khi ông Lê Hoàng Quân làm bí thư tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến năm 2004 thì Trần Đình Thành làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Ông Lê Hoàng Quân trước khi được về thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu người kế nhiệm là Trần Đình Thành. Ông Trần Đình Thành làm bí thư tỉnh Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ, từ năm 2004 cho đến năm 2015. Có thể nói trong thời kỳ này, Lê Hoàng Quân và Trần Đình Thành chia nhau kiếm trác ở cả thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Điều đáng nói là hai ông này rất thích tính làm ăn với những người làm trong ngành tình báo và nội lốt doanh nhân. Ông Lê Hoàng Quân thì làm ăn với Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, một thượng tá tình báo của Tổng cục 5, Bộ Công an Việt Nam. Còn ông Trần Đình Thành thì làm ăn với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nhân viên tình báo của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Hôm 7 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Tài khi đứng trước tòa án đã thốt lên một câu chua chát rằng: "Nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm", mà người đứng đầu đối với ông Nguyễn Thanh Tài lúc đó chính là ông Lê Hoàng Quân, người sếp cũ của ông. Tuy nhiên, vì Lê Hoàng Quân có gốc rễ rất mạnh cả ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nên ông không hề hấn gì cả. Đây là hình ảnh ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Được biết, ông Lê Hoàng Quân cũng là người cấp trên của ông Nguyễn Thượng Hữu Tín. Khi ông Nguyễn Hữu Tín ký cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khấu trừ tiền thuế đất đối với nhà đất ở số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trái với quy định tại quyết định số 09/2007 và luật đất đai năm 2013, thì ông Lê Hoàng Quân đã bật đèn xanh cho ông Tín ký luôn. Cuối cùng, ông Tín cũng như ông Tài lại phải chịu hậu quả cho ông Lê Hoàng Quân. Trả lời báo chí, ông Quân nói rằng: "Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn thanh minh nhiều. Điều gì tới, nó sẽ tới thôi." Đấy là tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đồng Nai, đàn em của ông Lê Hoàng Quân là Trần Đình Thành cũng bắt tay với ông Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Trần Đình Thành cũng bật đèn xanh cho Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ký thủ tục hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà công ty IC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị lên tới 476 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trần Đình Thành bị bắt, còn Lê Hoàng Quân đến giờ vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh Phan Văn Anh Vũ cũng có một dự án liên quan đến quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dính tình báo là dính đến quan hệ với Trung ương. Tuy nhiên, cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn lựa người mà bắt. Cả Trần Đình Thành và Lê Hoàng Quân đều làm những gì bắt chước với nhau, không loại trừ họ chia sẻ những mối quan hệ quyền lực từ Trung ương. Và điều đáng nói là tội của ông Lê Hoàng Quân nghiêm trọng hơn so với sai phạm ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Quân đang nấp dưới cái bóng của ông Lê Thanh Hải nên ông Trọng dường như chưa dám manh động. Việc bắt đàn em của Lê Hoàng Quân ở Đồng Nai và tấn công vào thành trì Lê Thanh Hải, xem ra Lê Hoàng Quân cũng đang trong tầm ngắm.